có thể cho mình ăn một ít thử luôn. Dạ. À, đây là một cái cục nếp nóc. Đi chơi Đà Nẵng. Đi chơi Đà Nẵng. Rất là đi Đà Nẵng rồi đi Huế hoặc là đi Nha Trang để tắm biển. Tắm biển. Đẹp không? Đẹp. Yeah. Đẹp hết rồi. Dạ. Chị ạ, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Bách Xới của tỉnh Cẩm Phả. Trên đoạn đường đi á thì Bùi Hồ bắt gặp cái anh này nè. Người anh này anh chạy một cái chiếc xe. Chiếc xe này thì người ta gọi là cái chiếc xe gì mà hôm qua Bùi Hồ quên mất tiêu rồi. Đó, thì cái chiếc xe này khá là lạ, một chiếc xe gắn máy một bên, một cái thùng một bên cho mình đi. Thì giá anh nói là 20.000 đồng mỗi cô bác quý anh chị. Đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Và đồng hành cùng với Bùi Hồ hôm nay thì gồm có anh Hòa là người kêu Lào ở tại đây luôn. Cô bác quý chị bây giờ cũng bắt đầu. Cô bác quý anh chị có thể thấy là người ta chạy xe không bao giờ bóp còi xe. Và phía trước xa xa kia là cô bác quý anh chị thấy một cái ngân hàng có quen không? Đó là ngân hàng Vietinbank, một ngân hàng của Việt Nam ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Champasak của Lào. Và cái chiếc xe chở hàng quá nè, cô bác quý anh chị có thể thấy là khá là lạ nè. Đó, người ta sẽ để hàng ở trên mui. Tưởng tượng chừng như là hồi năm 1990 mấy ở Việt Nam á, chiếc xe nó rất là cũ luôn. Và ở đây thì người ta chạy chiếc xe với một cái chiếc xe bán tải như thế rất là nhiều. Có thể chở người ta ngồi ở ngoài sau mà công an không bao giờ phạt luôn hả cô bác quý anh chị. Ở chiếc xe nó tồi, nó cũ hơn chữ cũ luôn á. Hiện tại thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại chợ Đào Hương, một khu chợ người Việt lớn nhất tại tỉnh Cẩm Phả, thành phố Bắc Xế. Ở clip trước thì Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị xem về cuộc sống buôn bán của người Việt tại chợ Đào Hương là như thế nào. Có lẽ là có một vài cô bác quý anh chị hỏi tại sao qua Lào không quay ẩm thực Lào. Thì phía sau lưng Bùi Hồ đây, đây là cái khu ẩm thực ăn uống của người Lào. Và Bùi Hồ sẽ review cho cô bác quý anh chị xem một cách chân thật nhất nha. Và điển hình như ở đây thì cô bác quý anh chị có thấy hình ảnh một cái con gà chiên, nguyên một cái con gà khoảng 1 kg á, và người ta chiên nhìn lên rất là ngon, không biết là ăn kèm với cái gì luôn, nhưng mà cô này bán nhìn thấy có vẻ là thú vị lắm. Mời cô bác quý anh chị xem theo Bùi Hồ ha. Đây là con gà chiên. Con gà chicken. Dạ, xin chào. Còn ở đây là bún, bún của người Lào. Người ta xoắn xoắn lại rất là dễ thương luôn nè. Không sao. Ở người ta cuộn cuộn lại thành từng lớp đó cô bác quý anh chị. Và người ta quấn lại bằng lá chuối nè. Lào hay cô Lào, Lào hay Việt Nam? Cái đi Lào à, cái đi Lào anh. Này Lào à, cho cô này người. Này nhiêu ký à? Này là nhiêu ký à chị? Cân 6.000. Một cân 6.000. À. Cô này người Lào luôn á cô bác quý anh chị. Cân 6.000 là kêu hộp phanh. Hộp phô phanh. À, người Lào thì rất là thân thiện. Và ẩm thực của Lào là đa số là ăn nếp thôi. Đây. Đây là con ốc, ốc nướng. Con ốc nướng. Dạ. Yeah. Một cây. Ăn thử cho biết luôn. Một cây. Dạ. Dạ. Con ốc. Như 2.000. À, 6.000. À, con cực bỏ này. À. Là khoảng 5.000 tiền Việt á. Này là chấm với gì không biết luôn cô bác quý anh chị, tại vì con ốc này là người ta sẽ nướng lên
và bên đây là thịt sâu, ốc, thỏ sâu và nướng. Và mình sẽ hong lại cho nó nóng một tí xíu. Đây là món ăn đặc trưng của Lào luôn. Ở Lào thì con sông Mekong chảy từ Bắc tới Nam nên thành nữ là người ta sẽ ăn cái con ốc nướng này. Rất là nhiều nguồn thủy sản từ sông Mekong, rất là nhiều luôn. Và đây là một cái chai nước ở Lào. Dạ, yeah, no no. Chấm vô đây. Dạ. Yeah. Kiểu là giống như chấm nước mắm ở Việt Nam. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. À, nhà chị cầm máy giùm Bùi Hồ, bây giờ Bùi Hồ ăn thử ha. Con ốc giống như con ốc thăm khối, vàng vàng, giòn, thơm, ngon. Và người ta đặc biệt là người ta đã bỏ hết cái phần đít của con ốc rồi, chỉ ăn cái phần mặt thôi. Chị rất là vui vẻ cái cầm máy cho mình luôn. Ở trên đây có cả lá chút nữa, cứ bán miếng vậy. Thịt ốc này rất là cứng. Nước chấm này chua chua ngọt ngọt. Nước chấm lá chút. Và ốc này thơm ngon. Nói chung là số 1, ngon. Rồi, cảm ơn kìa. Nói chung là rất thịt nó dai dữ lắm, giống như là người có người ta có hung khối sẵn á, chứ không phải giống như là ốc luộc đâu. Và ăn cực kỳ ngon. Này là chỉ có 2.000 đồng một cây, tương ứng với lại 2.000 kiếp, tương ứng khoảng 3.000 tiền Việt Nam. Nhiêu tiền đó? 50.000. Người ta sẽ thối lại. Dạ, chào chị. Lào người ta thích ăn dưa leo trộn với cà chua như thế này nè các bác anh chị. Người ta còn nướng thêm nữa nè. Hết thì người ta sẽ bỏ vô đây, người ta sẽ nướng thêm. Thôi đi thôi. Ở trên kia là một cái sạp thịt cũng của người Lào luôn. Quay video à? Dạ. Ờ, chú này người Việt. Ở đây thì cô này đang bán nếp. Ở Lào thì người ta sẽ ăn nếp nhiều hơn là ăn gạo, vì người ta cho rằng là gạo thì ăn sẽ mau đói. Nếp thì người ta sẽ đem theo một cái nhỏ nhỏ vậy á, người ta sẽ đem theo người ta ăn bất cứ khi nào. Người ta nếp thậm chí là người ta có thể bán theo bịch, theo phần. Và người ta phải cân. Là phi là nếp ăn, sẽ ăn với lại thịt nướng. Wow.
Và cái cách thì người ta ăn là người ta sẽ dò vô nấm. Người ta sẵn sàng cho mình quay luôn. Thơm, ngon. Dạ. Thậm chí là người ta có thể cho mình ăn một ít thử luôn. Dạ. Đây là một cái cục nếp nóng hổi, người ta sẽ, cô chị này sẽ cho mình ăn thử luôn, người ta không cần. Để tí xíu nữa mình coi, mình đưa tiền coi chị này có lấy không ha mọi người. Ở Lào là nước có tỷ lệ ăn nếp nhiều nhất thế giới. Và nếp này thì nó sẽ lâu đói hơn so với gạo. Và người ta thường sẽ ăn nếp với lại thịt nướng, hoặc là người ta sẽ ăn chấm với lại muối mè. Ngon. Dạ. Wow, hải xiêm. Cho chị không lấy. Nó bữa hôm chuẩn bị trả tiền thì người ta nói là người ta không có lấy tiền. Người ta cho ăn thử thôi. Sáng nay này đi ăn chật ở Lào luôn đó cô bác quý anh chị. Cái trình độ ăn chật phải nói là ghê gớm rồi. Có một em gái rất xinh đẹp người Lào. Ngại không chịu quay phim hả? Cũng quay à. Đó, bên đây thì người ta sẽ bán nè, bên đây thì người ta sẽ ăn một cái bài biện trang trí rất là đẹp luôn. Và thậm chí là cô bác quý anh chị thấy nãy giờ là cái nền đất mà Bùi Hồ đi á thì không bao giờ có một giọt nước nào nha cô bác quý anh chị. Người ta bán rất là sạch và ở đây không có vụ mà hôi thối từ những cái cống bốc lên luôn. Chợ Đào Hương, chợ người Việt Nam. Dạ, ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn về chơi. Dạ. Biết tiếng Lào không? Không. Không biết tiếng Lào. Dạ. Đừng đâu người Thái. Đừng đâu người Thái hả? Ồ. Cảm ơn bà con. Giống người Thái không mà nhìn giống người này. Hồi này đi ngang đó kêu. Đừng đâu người Thái. Dạ. Cảm ơn bà. Có nhiều người ta tưởng con là người Campuchia đen quá. Đúng rồi. Giống người Campuchia không? Giống Campuchia với giống Lào. Giống Thái á, giống Thái. Con giống Thái nhiều hơn. Đẹp hay xấu? Giống Thái vậy đó. Giống Thái Sài Gòn. Dạ. Người ta nói mình là giống Thái nhiều hơn. Thái dám quá. Con này ở đây bán chè, nước cốt, đậu đen. Ở đây nè, lâu lâu thì mình sẽ bắt gặp hình ảnh cái cô bán lỗ tai heo, mũi no dẹp lái. Dạ, hỏi câu hỏi là ăn không, xẻ cho mình một miếng mình đó. Mình ngon. Dạ. Dạ, Việt Nam. Không. Việt Nam. Đi chơi thế. Đi chơi. Đà Nẵng. Đi chơi. Cô đi Đà Nẵng. Đà Nẵng. Thế. Phải ở sớm có thể. Phải đi sớm kén. Hà Nội. Đà Nẵng, Huế. Huế, Đà Nẵng. Dạ. Rất là nhiều người người Lào họ qua Việt Nam chủ yếu là để tắm. Dạ. Đi chơi Đà Nẵng. Rất là đi Đà Nẵng rồi đi Huế hoặc là đi Nha Trang để tắm biển. Đẹp không? Đẹp. Yeah. Đẹp. Dạ, biển đẹp không? Đẹp. Đẹp luôn. Đẹp. Cô này bán cái gì đây nè? Bán thịt. Bán thịt. À. Bao nhiêu tiền? Thịt heo. Thịt heo. À. Con này. 10.000. Dạ. Cái này heo. Heo. À, người ta sẽ vô bịch bịch tròn tròn như thế này rất là dễ thương.
Cá muối, cá này gan muối, này thịt xỏ sâu, gà xỏ sâu luôn. Ở người ta sẽ cầm những cái này. Nha. Phải nói là dễ thương ghê. Dạ. Ô, ngon ngon. Mèo. Mèo. Xôi. Dạ. Anh này nó nấu ở đây nè. À, người ta sẽ nấu bằng cái nồi như thế này và người ta để cái nồi xôi đó lên ở đây, người ta nước nó bốc hơi lên và nó chín. Dạ. Thuốc nó hơi xanh. Dạ. Người ta sẽ ăn nếp kèm với lại rau này hoặc là với cái này người ta sẽ nấm lại các cô bác quý anh chị. Về người có một người mua thì anh này anh sẽ nướng lại cho nó nóng. Nóng. Hòn. Dạ. Than. Hòn. Dạ. Ở trong đây thì người ta có một cái cây gừng vậy. Cây này nè, cô bác anh chị thấy không? Cái cây này nó rất là ngộ luôn. Có nghĩa là làm cho con cá nó có một cái vị thơm hay sao á. Chị này là người Việt hay là người Lào? Người Việt hả chị? Dạ. Ở cái con cá này là mình mua bao nhiêu kiếp ta? Thôi đây mà, vàng 3 kiếp 30.000. 30.000. Cá này là làm món gì hả chị? Này gọi là gì? Cá nướng. Cá nướng muối. Nhưng mà em thấy ở đây có cái cây gì đằng trước nè, xả đúng không? Xả. Xả nhà ở trong cho nó thơm á. Dạ. Nhưng mà con cá này người ta có mần không? Mần chứ. À, em thấy là giống như người ta nướng chui, nướng không vậy. Về ta rửa xong là sạc muối. Dạ. Nhẹ hơn. Có được hình sáng không? Ừ. Họ không làm. Dạ. Họ không được làm gì hết. À. Chỉ có nhét vào thôi. Dạ, chỉ có nhét vào thôi. Còn cái đó là bao nhiêu tiền vậy? Cái này hả? Dạ. Cũng không phải bằng 10 ngàn. 10 ngàn. Sức phần. Còn cái đó là gì ha? Dao bò. Dao bò. Xì mú. Ừ. Gì đó chấm, giống như chấm bông mà đó. Chà bông giống như chà bông. Ừ, giống chà bông làm kiểu khác. À, ngon quá ha. Uống là muối chấm ngon thế. Cái nếp này thì người ta bán sao hả chị? Mua như họ bạn mình nhiêu vậy đó. À, họ không có cân ký luôn ha. Có. Thế 2 lô lô ở đây coi vậy. Dạ. 2 lô lô ở đây. 1 lô xếp hà. 1 lô là 1 kỷ là 15 ngàn. À. Đây là bao không? Dầu 3 xếp ở đây. Sao phải nhé anh? Áo phòng là bao 3 thôi rồi. 30 ngàn. Ăn vào buổi sáng. Chị thường ăn với gạo hay là với loại nếp? Cái gì ăn cũng được hết. À. Dạ, tính nào Việt Nam? Huế. Huế hả? Người Huế không? Qua đây nhiều lắm. Ừ, Huế qua đây nhiều. Mà con gái của Huế lại dễ thương nữa. Xấu lắm. Xấu lắm. Đây cũng giống như ở bên kia. Là cũng thịt nướng nhưng mà ở đây người ta sẽ có cái gì đó nữa đó, mình không có biết gần. Gặp cái này nhưng mà chưa có mở ra bao giờ. Bánh mì Lào. Bánh mì Lào thì người ta sẽ ăn với gì ta? 10 ngàn kiếp một ổ. Em gái bán bánh mì cũng dễ thương vô cùng. Người ta sẽ ăn với dưa chua, với lại pate. Còn đây là các đồ nướng. Heo quay. Và khi mà đi chợ Lào thì cô bác quý anh chị sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi bắt gặp hình ảnh những cái chiếc xe như thế này. Người ta dùng để chở hàng và chở người luôn. Thì cái chi phí đi rất là rẻ và người Lào thì người ta rất là chuộng cái chiếc xe này và chiếc xe túc túc thì cho gần cái chiếc xe này nó sẽ đi thoải mái hơn, mát hơn.
Và ở Lào thì xe nó, những loại xe như thế này họ khi nào họ sử dụng chạy không được thì thôi à. À, giá vé thì cũng rất, giá tiền thì cũng rất là rẻ, kiểu giống như xe ôm của Việt Nam. Và nói về ở Lào thì cô bác quý vị thấy đường xá cũng khá là đông đúc, và người ta không bao giờ người ta sẽ sử dụng cái tiếng còi để mà bóp còi, vì người ta sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. À, và đây là hình ảnh cái cô này đặt bán cái này để mình cúng Phật á. Dạ. Người ta sẽ kết lại bằng từ lá chuối nè, rồi với lại bông thì người ta sẽ đem ra chợ bán để mà cúng Phật. Bà cụ này cũng là một người Lào luôn. How much? Anh ít phát kiếp. Citizen. Citizen. Hai bạn này là người Lào, nên cô bác anh chị thấy có người, những người thiếu nữ hay con gái Lào, người ta thường mặc quấn sà gông như thế, một cái trang phục truyền thống nhưng mà người ta thường sử dụng hàng ngày luôn. Và thậm chí là bên kia nữa thì cô bác anh chị nghe cả chị đằng này nè, người ta vẫn, người ta chạy xe gắn máy bình thường luôn. À, người ta sẽ gắn cái bông đó lên. Thắt thì là bằng lá chuối này nè, và cũng rất là cực luôn ha, chứ không có sung sướng gì đâu. À, thậm chí là đây là có một cái hoa rất là đẹp luôn nè. À, cô bác có nhìn thấy hoa đẹp không? Làm sao mà cho nó đẹp nhất có thể, sau khi bà làm á, thì bà sẽ có được cái hình như thế này, gắn những cái bông này vô á, người ta kẹp đa số là bông tươi hết à. À, dùng, người ta dùng để dâng lên Đức Phật, kẹp bởi những cái cây tâm. Thôi bây giờ thì mình đi tiếp ha, bye bye. Dạ. Yeah. Trên đoạn đường ngay tại thành phố Bát Xoáy, tỉnh Chăm Pa Sắc á, ở nước Lào thì Bùi Hồ bắt gặp hình ảnh bà cụ này với lại chú này nè, đang ăn nếp. Nếp cuộn ở cô bác của anh chị. Dạ. Yeah. Anh này có vẻ như là anh đang bị trật tay hay gãy tay vậy á. Và dọn ăn ở gần cái tuyến đường chính của thành phố Bách Xế luôn. Và người ta sẽ cuộn cơm nắm vậy đó người ta ăn. Người ta không bao giờ người ta sử dụng đũa hay muỗng gì hết á. Rất là ít sử dụng muỗng luôn. Ôi, rất là ít sử dụng đũa luôn. Bà năm nay nhiêu rồi bà? Nhiêu tuổi rồi? Không biết tiếng Việt. Gùi bu nhiều lắm cô bác anh chị. Đây là cái cuộc sống vỉa hè. À, người ta sẽ để vô nếp, người ta sẽ nắm tay người ta ăn, khi nào đói thì người ta sang. Nên nước Lào người ta sẽ chấm đủ thứ chứ người ta không có chan vô. Và nước Lào là một cái nước là ăn nếp nhiều nhất thế giới luôn á. Và sau một vòng chợ người Việt, những cái ẩm thực của người Lào thì cô bác quý anh chị có thể thấy khá là rõ về cái nét văn hóa. Một độc đáo của người Lào là họ chỉ sử dụng là cơm nếp, với lại thường là ăn với những cái đồ nướng thôi. Đó là những cái nét văn hóa rất độc đáo của người Lào. Họ cho rằng ăn cơm thì sẽ ăn gạo thì sẽ mau đói, nên họ sẽ ăn nếp là nhiều.
Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái quầy đổi tiền. Người ta để lên cả tiếng Việt, tiếng Lào. Người ta để là ATM Bicom đó. Cái quầy này thì mình có thể là mình đổi tiền Việt sang tiền Lào được luôn, hoặc là tiền tiền đô sang tiền Lào cũng được cô bác quý anh chị. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là video clip của Bùi Hồ khá dài, thì Bùi Hồ xin chân thành cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ạ.